Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu cài tóc với cái họa tiết trang trí hình cầu vồng như thế này. Ở hai đầu dây thì mình có làm hai cục bông cho cái sản phẩm của mình thêm sinh động hơn ha. Ta sẽ cột hai đầu dây này lại ở phía sau đầu của bé nè. Thì để đi theo set với cái cài tóc cầu vồng này, ở đây mình có móc một cái mẫu quần bikini và áo bikini họa tiết cầu vồng như thế này ha. Thì ở cuối clip mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu quần này cũng như cái phần áo với họa tiết cầu vồng như thế này ha. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu cài tóc này. Và ở cái mẫu này của mình thay màu nhiều á, nên mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách làm sao để mình có thể giấu được các cái sợi len thừa nè. Đây, ta thay màu nhiều như thế này thì cái sợi len thừa nó sẽ dư rất là nhiều ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn về cách giấu len. Mình sử dụng len Miu Cotton cuộn 125g ha. Sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2mm. Kim móc thì mình sử dụng kim móc 4.0mm. Đầu kim này nó sẽ gấp đôi so với sợi len ha. Đây, đầu kim so với sợi len sẽ như thế này. Để mình móc cái phần thân của cài tóc nè. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kim hai đầu, mình dùng đầu số 4. Thì cái đầu kim này có cái độ dày nhỏ hơn hoặc là bằng so với sợi len nè. Và mình sử dụng để móc cái họa tiết trang trí ở phía dưới của hai đầu dây ha. Móc cái cục bông như thế này ha. Kim khâu len và kéo các len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần cài tóc. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây sẽ móc lên một dây móc xích dài 50 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã móc được 50 mũi móc xích liên tiếp với nhau như thế này thì ta sẽ được một đoạn dây. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Phần cài tóc này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép ha. Móc cho mình vào chân móc thứ 50 một mũi nửa kép. Ở đây mình gây nên 2 xích ở phía sau nè, thì lát nữa mình sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ 2 ha. Các bạn sẽ để ý cho mình cái chân móc xích thứ 2 này nha. Tiếp tục móc vào chân bên cạnh một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối cái đầu dây này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì ở những cái chân móc cuối cùng này nè, ta có cái sợi len thừa á, thì khi móc các cái mũi móc cuối cùng này các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này. Ta sẽ móc lần lượt cho các chân móc còn lại ha. Khi móc cũng giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc cho đến cuối hàng. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần cài tóc. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Khi cắt len thì chừa cho mình một đoạn len hơi dài nha, để mình có thể giấu vào trong mũi móc luôn nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay màu. Mình sử dụng màu vàng cho hàng móc tiếp theo ha. Ở hai mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên của cái hàng móc phía dưới này nè, thì hai mũi móc xích này ta sẽ đếm ngược lên vào cái chân móc thứ hai ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai. Thì có hai cách để thay màu vào cho cái phần này. Đầu tiên thì ta tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút nè.
Sau đó từ cái nút này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ hai của cái hàng móc màu đỏ phía dưới. Ta sẽ đâm kim vào chân thứ hai ha. Đây là chân móc thứ hai nè. Đâm kim vào đây, sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc của mũi nửa kép kế bên á. Mũi nửa kép kế bên này nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này và móc vào đây một mũi nửa kép. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len màu vàng này vào trong mũi móc nè. Tiếp tục móc vào chân bên cạnh một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng tương tự móc một mũi nửa kép. Khi móc ta móc giấu luôn sợi len thừa màu vàng vào trong mũi móc, thì cái phần len thừa của mình ở phía sau nó sẽ được giấu vào trong mũi như thế này. Đây là cách thứ nhất để mình có thể nối len ha. Từ đây sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc, và khi móc cũng giấu len thừa vào trong mũi móc nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Sợi len thừa của mình đã giấu được hoàn tất vào trong mũi móc rồi nè, khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho đến các cái chân móc cuối cùng ở đây. Sau khi móc được cái hàng móc màu vàng này cho đến các cái chân móc cuối cùng, thì ở đây cái phần hàng móc đầu tiên á, mình có chừa cái sợi len thừa này, thì các cái chân móc cuối cùng này mình cũng móc giấu cái sợi len thừa màu đỏ này vào trong mũi móc nè. Ta sẽ móc giấu vào trong mũi móc và móc tương tự cho đến cuối hàng ha. Thì mình vừa hoàn tất được cái hàng móc thứ hai, thay màu nè, lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Đây sẽ là cách thứ nhất mà mình thay màu cho cái phần cài tóc của mình ha. Và các cái sợi len thừa cũng đã được giấu vào trong mũi móc hoàn tất nè. Ở mặt sau của sản phẩm cũng không còn sợi len thừa nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai để thay màu. Ở đây mình dùng len màu xanh cho hàng móc thứ ba ha. Tương tự giống như cách thứ hai, ta cũng đâm kim vào chân móc xích thứ hai. Nhưng khác với cái hàng móc thứ hai á, đầu tiên ta tạo một nút ở đây nè. Thì lúc này mình sẽ thấy được một cái phần G ở đây. Thì nó sẽ làm cho cái phần cài tóc của mình nó không có được hoàn mỹ á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách thứ hai, làm sao cho cái mũi móc của mình nó hoàn mỹ hơn luôn ha. Trước khi thay màu thì sẽ chừa cho mình một đoạn len màu xanh có cái độ dài như thế này. Sau đó ta cũng đâm kim vào chân móc xích thứ hai ở cái hàng móc màu vàng này nè. Đây là chân móc thứ hai ha. Ta cũng đâm kim vào chân móc xích thứ hai tương tự giống như cái hàng móc đầu tiên á. Đây là chân thứ hai nè, đâm kim vào đây. Sau đó kéo cái đoạn len màu xanh qua chân móc nè. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở cái hàng móc màu vàng phía dưới, móc vào một mũi nửa kép. Chân thứ hai cũng móc một mũi nửa kép. Và khi móc cũng kéo cho mình cái sợi len thừa và giấu vào trong mũi móc nha. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Thì như vậy là ở mặt sau của mình nè, mình đã giấu được hoàn tất sợi len vào trong mũi móc. Và ở đây nó sẽ không có một cái điểm G ở đây ha. Nó sẽ hoàn mỹ hơn cho sản phẩm của mình nè. Và cái sợi len thừa các bạn sẽ giấu dài vào trong, thì khi ta cắt len không có bị tưa len nha. Còn cái hàng móc màu vàng phía dưới nè, mình chừa một đoạn len ngắn cũng được vì nó đã có một cái gút ở đầu tiên rồi. Tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Để ta cắt len không phải giấu len nhiều.
móc tương tự cho đến cuối hàng ha. Các chân móc cuối cùng thì khi móc cũng giấu cho mình sợi len màu vàng vào trong mũi móc nè. Tương tự giống như cái hàng móc màu vàng phía dưới á, ta cũng giấu cái sợi len màu đỏ vào trong mũi móc để cho khi ta cắt len không phải giấu len nhiều á, sản phẩm của mình nó sẽ được hoàn mỹ hơn. Và tiếp tục tương tự thay màu cho nhiều hàng móc còn lại nữa ha, tùy vào cái độ dày của cài tóc mà các bạn mong muốn thì ta sẽ thay nhiều màu hơn ha. Ta có thể sử dụng một trong hai cách thay màu cho cái phần cài tóc của mình ha. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 5 hàng móc. Lúc này cái phần cài tóc của mình nó đã có cái độ dày như thế này. Và mình sử dụng cách thứ hai để thay màu. Trừ cái đoạn len dài nè, thì khi ta cắt cái đoạn len này nó sẽ không có bị tưa len nè. Các bạn sẽ tiến hành cắt len ha. Thì lúc này sản phẩm của mình nó sẽ không có điểm G ở đầu tiên. Ta hoàn tất được cái phần dây cài tóc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc cái phần dây và viền. Mình sử dụng len màu trắng, các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau khi đã có một nút rồi, ở cái phần thân cài tóc á, mình có 5 màu thì các bạn chọn cho mình cái màu ở chính giữa nha. Ở đây mình có 5 màu nè, mình sẽ chọn cái màu chính giữa màu xanh ở đây. Đâm kim vào đây, kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Và từ đây sẽ tiếp tục móc thêm cho mình nhiều mũi móc xích nữa cho đến khi cái sợi dây này nó đạt được cái độ dài để mình có thể cột cài ra phía sau của đầu bé ha. Độ dài của sợi dây thì tùy mỗi người ha. Sau khi đã tạo ra được sợi dây cài đầu tiên thì để kết thúc sợi dây cài này các bạn tiến hành kéo len. Ta sẽ kéo sợi len dài lên và cắt len. Thì mình hoàn tất được đầu dây cài đầu tiên. Và để tạo được đầu dây cài thứ hai, ta sẽ tiến hành tạo đầu dây cài này đồng thời viền lại toàn bộ cái phần cài tóc ha. Ta đưa sợi len màu trắng ra phía sau hàng móc nè. Tính từ tay móc qua thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của hàng móc thứ hai á. Đâm kim vào đây, sau đó kéo cái sợi len qua chân móc nè. Móc lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc của cái hàng móc phía bên cạnh này nè. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc ta gặp kế tiếp và cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len màu trắng vào trong mũi móc nha. Ta sẽ giấu sợi len màu trắng vào trong mũi móc như thế này. Sau đó đâm kim vào chân móc cuối cùng của cái hàng móc màu đỏ này nè. Cũng là chân móc đầu tiên luôn nha. Đâm kim vào đây và móc 2 mũi móc đơn. 1. Và 2. Khi được 2 mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng rồi, thì tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc kế tiếp của cái hàng móc màu đỏ này. Mỗi chân ta sẽ móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Cái sợi len thừa màu trắng mình chừa dài á, thì các bạn cũng móc dấu len vào trong mũi móc như thế này ha. Ta tạo ra được một góc vuông như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp ở đây. Mỗi chân móc ta sẽ móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến gần các cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc màu đỏ á, thì ở các cái chân móc này khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa màu trắng mà ta chừa ra ở cái phần dây cài đầu tiên á. Móc giấu vào trong mũi móc như thế này ha. Móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng của hàng màu đỏ. Ở cái chân móc cuối cùng của hàng màu đỏ này móc thêm 1 mũi móc đơn nữa thì ta có được 2 mũi móc đơn ở chân móc cuối cùng. Khi đã có được 2 mũi móc đơn vào chân cuối cùng thì di chuyển kim đến chân móc ở giữa của hàng móc màu đỏ và màu vàng thì chân móc này móc 1 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc chính giữa của hàng móc màu vàng và màu xanh cũng móc 1 mũi móc đơn. Lúc này ta sẽ gặp cái đầu dây cài đầu tiên nè, thì cái sợi dây cài này các bạn sẽ đưa vào chính giữa của kim móc và cái sợi len á.
ta sẽ đưa vào chính giữa như thế này. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc ở giữa của màu xanh và màu hồng, móc vào một mũi móc đơn. Di chuyển kim đến chân móc kế tiếp này cũng móc một mũi móc đơn. Thì cái phần dây cài đầu tiên của mình nó cũng được hoàn tất như thế này ha. Ta cũng giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc đầu tiên, chân móc cuối cùng của màu xanh luôn nè. Đâm kim vào đây móc 2 mũi móc đơn. Tạo được một góc vuông cho cái phần cài tóc rồi, thì tiếp tục các cái chân móc kế tiếp của cái hàng móc màu xanh này, mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến góc vuông cuối cùng ở đây. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc đến cuối hàng thì cũng giấu sợi len thừa màu xanh vào trong hàng màu trắng ha. Và chân cuối cùng này cũng móc 2 mũi móc đơn. Di chuyển kim đến chân móc chính giữa của hàng màu xanh và màu hồng, móc một mũi móc đơn. Ở cái chân móc đầu tiên mà mình đâm kim vào á thì sẽ tạo ra một mũi móc đơn ở đây, các bạn cũng di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc tiếp cho mình một cái đầu dây tương tự, có cái độ dài tương tự giống như đầu dây mà mình tạo đầu tiên ha. 3 4 5 6 Khi đã có được hai đầu dây cài cho cái phần cài tóc của mình thì lúc này cài tóc của mình vừa hoàn tất. Và để cho cái phần cài tóc của mình nó có điểm nhấn hơn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hai cái cục bông nhỏ như thế này ha, cho cái sản phẩm của mình thêm sinh động hơn nè. Mình sẽ sử dụng màu vàng để tạo cục bông ha. Và đầu kim của mình sử dụng là kim hai đầu số 4. Đầu kim nó sẽ có độ dày bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nè, cho cái sản phẩm của mình nó được chắc chắn hơn, cục bông của mình sẽ được cứng cáp hơn ha. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó hàng móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào đây 7 mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Khi được 7 mũi móc đơn liên tiếp với nhau để kết thúc cái vòng này, ta kéo sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng móc đầu tiên ha. Sợi len thừa các bạn cứ guốc thật mạnh vào thì vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại. Tiếp tục tạo vòng móc thứ hai. Thì ở vòng móc thứ hai ta có 7 chân móc của cái vòng móc thứ nhất. Thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn ha. Chân móc thứ nhất móc 2 mũi móc đơn nè, là chân ta vừa móc mũi dời á. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Chân móc thứ hai cũng tương tự, móc vào đó 2 mũi móc đơn. 1 và 2. Chân thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Tương tự cho chân thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Và tương tự chân móc thứ bảy là chân móc cuối cùng cũng móc vào đó 2 mũi móc đơn. Ta hoàn tất được cái vòng móc thứ hai và vòng móc thứ hai của mình tạo ra được 14 chân móc nha. Kết thúc cái vòng móc này thì di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng móc thứ hai với 14 mũi móc, tạo ra được 14 chân móc cho cái hàng móc thứ ba.
Và để móc hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình vào 14 chân móc này. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời, cũng đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối hàng. Mũi móc đơn thứ 13 vào chân 13 nè, và mũi móc đơn thứ 14 vào chân 14. Khi được 14 mũi móc đơn vào cái vòng tròn này rồi thì tiếp tục đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi dời lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng móc thứ 3 và sẽ tạo ra được một cái vòng tròn như thế này. Để móc tiếp vòng móc thứ 4, mình sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn sẽ giảm cho mình hai chân móc liên tiếp lại thành một chân thì cách giảm mũi sẽ như sau. Ở cái chân móc đầu tiên thì ta không cần móc vào chân đầu tiên nữa mà di chuyển kim đến chân thứ hai, móc vào đây một mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm lại thành một chân, tức là ta sẽ tiến hành giảm thêm một mũi ở đây. Thì cái cách chụm lại như sau nè. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân kế bên. Đâm kim vào chân kế bên ha, chân kế bên ta mới vừa giảm á. Kéo lên, tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp. Và kéo len. Để trên kim của mình có 3 mũi móc như thế này thì kéo len qua hết chân móc trên kim thì ta sẽ giảm được 2 mũi phía dưới thành 1 mũi ở phía trên như thế này. Tiếp tục hai chân kế tiếp cũng tương tự ha, giảm lại thành một chân nè. Đâm kim vào chân kế bên. Kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len. Và kéo qua 3 chân móc trên kim. Hai chân móc kế bên chụm lại thành một chân. Tương tự hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân. Hai chân kế tiếp này cũng chụm lại thành một chân. Và hai chân kế tiếp cũng là hai chân móc cuối cùng của vòng tròn này, ta cũng chụm lại thành một chân. Cũng đâm kim vào hai chân móc liên tiếp với nhau ha, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Thì lúc này vòng móc thứ tư của mình sẽ có được 7 mũi móc như thế này. Kết thúc vòng móc này thì sẽ đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta tạo, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Lưu ý ở đây khi cắt len, các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình có thể khâu hoàn tất được cái đầu dây này ha. Mình sẽ sử dụng kim khâu để khâu cho cái phần lỗ này nó được nhỏ lại nè. Khi đã xỏ kim vào trong sợi len thì tiến hành đâm kim từ ngoài vào trong vào 7 chân móc của cái vòng tròn này ha. Ta sẽ tiến hành đâm kim từ ngoài vào trong vào từng chân móc nè. Chân thứ nhất nè, tiếp tục chân móc thứ hai, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc thứ ba, tương tự chân thứ tư, chân móc thứ năm, chân móc thứ sáu và từ ngoài vào trong chân móc thứ bảy. Sau đó từ đây mình sẽ tiến hành guốc thật mạnh vào để cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Khi đã tạo được một cục bông này rồi thì ở đầu dây của cái phần cài tóc á, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng mà mình móc móc xích ở đây nè. Chân móc cuối cùng đâm kim vào đây. Sau đó rút cái đầu kim ra. Và mình sẽ tiến hành cài lại một guốc ở đây. Ở hai cái đầu dây này ha, mình sẽ tiến hành cài lại thành một guốc. Khi đã cài được chắc chắn rồi thì các bạn sẽ sử dụng đầu kim mà mình mới vừa móc á. Ta sẽ đâm kim vào bên trong và một chân móc bất kỳ của cái phần cục bông này và kéo hai sợi len thừa vào phía trong ha.
Mình sẽ kéo hai sợi len thừa này vào phía trong nè. Sau đó cắt cái đoạn len thừa này đi. Thì lúc này sợi len thừa của mình nó sẽ nằm ở bên trong của cái cục bông này ha. Đây, ta sẽ hoàn tất được một đầu dây trang trí như thế này. Và các bạn sẽ móc cho mình các cái cục bông còn lại cho các cái đầu dây còn lại của cái phần cài tóc. Mình sẽ được hai cái đầu dây như thế này. Như vậy là mẫu cài tóc với họa tiết màu cầu vồng của mình vừa hoàn tất. Thì để đi theo set với cái họa tiết cài tóc cầu vồng này, cái cài tóc của mình nó như thế này. Mình đã trang trí được 5 màu nè. Thì đi theo set với cái mẫu cài tóc này thì mình có móc thêm một cái mẫu bikini với nhiều màu như thế này ha. Ở đây mình có móc thêm cái mẫu quần nè. Thì cái mẫu quần này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi. Cách giảm mũi cũng như cách viền lại của cái phần quần này mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới ha. Cách thay màu của cái mẫu quần này nó cũng tương tự, mình sẽ sử dụng cách thứ hai để thay màu cho cái phần quần này nè. Thì lúc này các cái sợi len thừa của mình cũng được giấu len vào trong mũi móc, và khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha, thì sản phẩm của mình nó sẽ không có bị dư quá nhiều sợi len thừa. Khi các bạn giấu len ta sẽ không có phải mất công quá nhiều. Và cái mẫu quần này đi theo set của mẫu quần mình cũng có móc thêm một cái mẫu áo bikini cúp ngực như thế này. Thì cái mẫu này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi, mình cũng có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Và mình cũng sử dụng cách 2 để thay màu cho cái phần cài của mình nè. Các đầu dây thì cũng tạo cho mình các cái cục bông cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn nha. Chúc các bạn thành công!